100 năm sau, loài người bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh thế giới thứ ba khiến tất cả các quốc gia chỉ còn trên bản đồ chứ ngoài đời thật thì chẳng còn cái nịt. Những người may mắn sống sót đã dựng lên một bức tường siêu cao khổng lồ ở Chicago để bảo vệ họ và lập lên một thế giới mới. Người đứng đầu nơi này vì muốn đồng loại có một cuộc sống ấm no hạnh phúc nên đã chia tất cả thành 5 phái khác nhau. Phái thông thái là những người thông minh uyên bác, tức nào não dư nhiều nếp nhăn. Phái hiển nghị thì quanh năm suốt tháng lấy việc trồng rau và nuôi cá để có một cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ. Phái trung thực chú trọng vào quy tắc, sự thật và tính công bằng. Phái gan dạ là những con người thích lấy nguy hiểm làm niềm vui, sẵn sàng hy sinh tính mạng để đảm bảo an toàn cho những người sống sót. Phái vị tha gồm những con người tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ để giúp đỡ đồng loại. Do đó, phái vị tha rất được lòng mọi người nên đảm nhận các chức vụ quan trọng trong chính phủ. Những người có mặt ở đây đều 16 tuổi và tất cả đang chuẩn bị tham gia một buổi lễ trưởng thành. Buổi lễ này rất quan trọng vì nó chính là ngã rẽ cuộc đời của những thiếu niên ở đây. Mọi người sẽ được thông qua các phương pháp kiểm tra khoa học để xác định mình thuộc phái nào. Nói một cách cơ bản là nếu bạn được sinh ra trong phái vị tha nhưng kết quả bạn thuộc phái gan dạ, bạn có quyền rời khỏi phái vị tha để đến với hội từ chối tử thần. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với gia đình và không bao giờ được gặp họ nữa. Tuy rằng hầu hết các cuộc kiểm tra tất cả đều thuộc phái mang cá thể đã được định sẵn. Và hầu hết mọi người sẽ chọn gia nhập phái nơi họ sinh ra vì chẳng có ai muốn rời xa gia đình của mình cả. Cũng có một số người lại phù hợp với những phái khác hay muốn thay đổi môi trường sống mới mẻ hơn. Nữ chính của chúng ta là cô nàng Beatrice xinh đẹp. Từ nhỏ đã được sinh ra trong phái vị tha nhưng cô luôn mơ ước mình sẽ gia nhập phái gan dạ. Kết quả kiểm tra hôm đó khiến nhân viên vô cùng căng thẳng vì cô là một người dị biệt trăm năm có một. Người dị biệt là người vô cùng hoàn hảo, sở hữu mọi kỹ năng của tất cả các phái. Nhưng người dị biệt thường không được chấp nhận ở thế giới mới này vì họ sợ những người như Beatrice sẽ kích hoạt ngòi nổ chiến tranh thêm một lần nữa. Thế nên nữ chính không dám nói ra thân phận người dị biệt của mình cho gia đình hay cả anh trai, song sinh biết vào ngày quyết định ngã sẽ của cuộc đời họ, anh trai Andrew lựa chọn uyên bác, còn em gái Beatrice chọn gan dạ. Sau khi tham gia phái gan dạ, nữ chính tích cực tham gia các hoạt động huấn luyện. Cô cùng mọi người chạy thật nhanh theo tàu điện rồi leo lên đó đi ké. Sau đó bất chấp nguy hiểm nhảy từ trong khoang ra ngoài cơ sở tập trung của phái gan dạ. Thủ lĩnh của phái tuyên bố với những tân thủ rằng nếu muốn được công nhận ở đây, bắt buộc mọi người phải trải qua tất cả các cuộc huấn luyện khắc nghiệt một cách vô điều kiện. Nếu không vượt qua được thì sẽ trở thành kẻ lang thang, không được tham gia bất kỳ phái nào khác. Cấp độ đầu tiên rất nhẹ nhàng là nhảy từ mái nhà này xuống dưới. Anh ơi, ở bên dưới có gì đỡ bọn em không ạ? Nếu chú có đủ bản lĩnh thì nhảy xuống đó sẽ biết thôi. Cả đám ai cũng run chảy cả nước ra quần, nhưng Beatrice lại tình nguyện xung phong mở đường cho các tân thủ khác. Cô liều mình nhảy từ trên cao xuống dưới mà tim muốn rơi cả ra ngoài, hú hồn cá nhồn còn nguyên. May mắn ở bên dưới có một tấm lưới giữ mạng sống của cô lại. Anh chàng pho người huấn luyện các tân binh đã đỡ Beatrice xuống, thấy gương mặt nam thần của đối phương mà cái lò hư hỏng của nữ chính muốn rỉ cả nước ra rồi. Sau khi những người khác hoàn thành thử thách đầu tiên, pho cũng bắt đầu chia sẻ về những ngày giông bão sắp tới của mọi người. Nội dung huấn luyện chỉ xương xương có hai phần, một là huấn luyện về thể lực. Sẽ có các bài tập giúp lính mới phá vỡ giới hạn thể lực của con người, còn không thì vỡ tim mà chết. Hai là huấn luyện về tâm lý. Điều này sẽ khắc phục được điểm yếu sợ hãi của bản thân, còn không thì trở thành kẻ khùng khùng điên điên. Ở đây có bảng xếp hạng, những người nào ở vị trí cuối cùng sau cuộc tập huấn sẽ bị loại và trở thành kẻ lang thang. Ngay lần đầu tiên, Beatrice đã được xếp cho thi đấu với một đối thủ nặng ký. Với hào quang nhân vật chính, rất nhanh cô đã bị đối thủ bón hành cho ngóc đầu không nổi. Và đương nhiên cô đứng đầu bảng xếp hạng từ dưới đến lên. Điều này khiến cho Beatrice và những người có thứ hạng thấp đều tỏ ra vô cùng chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng bỏ cuộc là đồng nghĩa với việc ở dưới đáy xã hội và tham gia môn phái cái bang. Để lấy lại tinh thần, nữ chính đã quyết định đi xăm, nhưng không ngờ người xăm hình lại là người phụ nữ đã kiểm tra cho cô ban đầu. Lauren nói rằng phái gan dạ không hề chấp nhận cô, mặc dù đã giữ bí mật thân phận người dị biệt của nữ chính và nói dối để cô gia nhập vào phái vị tha, nhưng không ngờ Beatrice lại chọn phái gan dạ. Nếu mọi người phát hiện ra chuyện này thì cô sẽ gặp nguy hiểm, và người anh trai song sinh của Beatrice cũng là một người dị biệt. Số phận do chính mình tạo lên chứ không phải do trời quyết định, vì vậy nữ chính hàng ngày vẫn tích cực luyện tập. Pho thấy sự chăm chỉ ấy cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ cô. Anh còn tận tâm hướng dẫn cho cô các tư thế tấn công và phòng thủ trước kẻ thù. Thật ra đến thế hệ của Beatrice chưa từng có ai rời khỏi bức tường bảo vệ. Ai cũng được kể lại rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm và không thể sinh tồn như trước nữa. Cuộc chiến tranh thế giới thứ ba dường như đã hủy hoại toàn bộ bề mặt địa cầu nên thế hệ mới này rất sợ thế giới bên ngoài. Nhờ sự cố gắng của mình mà năng lực của Beatrice ngày càng được nâng cao. Sống ở đâu cũng sẽ có những người thuộc thể loại ghen ăn tức ở. Và ở phái gan dạ cũng vậy. Có người không thích nữ chính đã tìm đủ mọi cách cho cô vào danh sách đen. Họ nghĩ rằng một người có xuất thân từ phái vị tha tại sao lại chọn đến phái từ chối tử thần này chứ? Có phải cô là gián điệp hay không? Những lời khiêu khích này của đối phương chẳng khiến cô phải bận tâm. Não của bạn cũng không có nếp nhăn giống cái đầu dưới của bạn hả? Cay giá đến cấp độ vô cực nên hắn ta đã dồn sức đánh bại nữ chính trong cuộc thi xếp hạng.
sức của nữ nhi làm sao so bì với một thanh niên to khỏe được. Dù có cố gắng chống trả, cô cũng bị tên vũ phu này đánh cho bất tỉnh nhân sự. Khi Beatrice tỉnh lại, cô đã được thông báo mình đã bị loại và chính thức trở thành kẻ lang thang. Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục trai mặt đến tập luyện cùng đồng đội. Rất nhanh sau đó, cuộc tập trận đối đầu của các tân binh được diễn ra. Thấy Beatrice quyết tâm như vậy nên Ford đã vô tình tự ý sắp xếp mình chung đội với nàng. Vì vậy mà quan hệ giữa hai người cũng trở nên tốt đẹp hơn. Không thể để anh ấy thất vọng, cô đã thành công vượt qua tất cả chướng ngại vật và tìm đến trụ sở của đối phương. Cuối cùng, nhân vật chính sau bao nhiêu lần bị bón hành tận răng cũng đã nở nụ cười chiến thắng. Điều khiến cô hạnh phúc hơn cả đó là giành được sự tôn trọng của những người trong phái. Ford tiến tới khen nàng đã thể hiện rất tốt và kết quả trên bảng xếp hạng cũng vừa hay đủ điểm động. Sau đợt huấn luyện thể lực, những người đủ điểm sẽ tiếp tục đến với màn huấn luyện tâm lý. Ở đây mọi người sẽ được đưa vào môi trường ảo để xem lúc cái chết cận kề họ sẽ xử lý tình huống như thế nào, mà người giúp Beatrice kiểm tra chính là Ford. Sau khi được tiêm huyết thanh vào người thì hình ảnh trong tâm trí của cô sẽ được anh ấy nhìn thấy. Điều này khiến cô rất lo lắng vì sợ bị phát hiện. Khi nhắm mắt lại, Beatrice thấy mình đang ở bên ngoài bức tường. Bởi vì từ nhỏ đã bị ám ảnh rằng mọi thứ bên ngoài rất nguy hiểm, nên khi nhìn thấy những con quạ bay lượn trên bầu trời, sự sợ hãi phát ra theo bản năng khiến cô cong mông bỏ chạy tụt cả quần. Nhưng cô càng chạy, chúng lại càng háo chiến lao tới tấn công. Beatrice chạy vào đầm lầy khiến cô không thể di chuyển. Ngay lúc nằm im chờ đàn chim của tử thần diệt thịt thì năng lực của kẻ dị biệt bắt đầu bộc phát. Cô tự nhủ tất cả chỉ là một bài kiểm tra và hoàn toàn không phải sự thật. Sau khi úp mặt xuống nước, nữ chính đã thành công vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Anh chàng Phò ở bên cạnh hơi sốc vì cô đã hoàn thành bài thi số 1 mà chỉ có 3 phút, trong khi những người khác phải cần nhiều hơn 12 phút. Rất nhanh, bài thi thứ 2 bắt đầu. Cô bị nhốt vào trong chiếc hộp kính và nước bắt đầu được xả vào trong. Một lần nữa, Beatrice đã vượt qua thử thách với câu nói cũ rằng đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Quả nhiên một vết nứt đã xuất hiện ngay trên mặt kính. Cô lại thành công và lần này còn nhanh hơn lần trước rất nhiều. Kết quả này làm dấy lên nghi ngờ của Ford. Anh hỏi Beatrice kết quả kiểm tra trước đây của cô là gì. Cô mơ hồ nói rằng mình là người thuộc phái vị tha. Nhưng Ford cảm thấy cô đang nói dối mình và tự hỏi liệu Beatrice có phải là kẻ dị biệt không, vì những người trong phái sợ chết cũng chưa chắc vượt qua được cửa ải đó. Biết mình không thể giấu được nữa nên cô đã tìm đến người anh trai thuộc phái Uyên Bắc. Beatrice muốn trở lại phái vị tha để sống an toàn vì phái vị tha là người nắm quyền điều hành. Nhưng anh trai nói rằng quyền lực của phái vị tha đã chấm dứt, còn hiện tại phái Uyên Bắc đã lên ngôi rồi. Người anh trai của cô đã hoàn toàn quên mất mình sinh ra trong phái vị tha. Trong lúc đang chuyển đồ trên tàu thì mẹ của Beatrice lén lút đến gặp con gái. Bây giờ phái Uyên Bắc đang tìm kiếm người dị biệt khắp mọi nơi. Thế giới này không cho phép người lợi hại như vậy tồn tại. Nếu phát hiện sẽ xử tử ngay lập tức. Người mẹ đã biết Beatrice là người dị biệt từ lâu nên mong con gái cẩn thận hơn. Cô trở về cơ sở phái gan dạo với tâm lý hỗn loạn. Vì ở bài kiểm tra cuối cùng tất cả mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh của cô trên màn hình nên chắc chắn sẽ bị phát hiện mình là kẻ dị biệt. Nhưng may mắn thay vì cô đã gặp được Ford. Anh ấy cũng giống như Beatrice khi xuất thân từ phái vị tha và chọn vào phái gan dạ. Điều quan trọng, anh cũng là một kẻ dị biệt nhưng đã vượt qua được bài kiểm tra với sự khôn ngoan mà không bị phát hiện. Vì sự đồng cảm cũng như tình yêu dành cho nàng nên Ford muốn giúp cho cô cách vượt qua bài kiểm tra. Anh đã tiêm huyết thanh vào người và sử dụng thiết bị để đưa Beatrice vào tưởng tượng của mình. Thử thách đầu tiên của anh đó chính là nỗi sợ độ cao. Nàng thì muốn nhảy toẹt xuống cho nó nhanh nhưng Ford đã ngăn cô ấy lại. Nếu không muốn bị phát hiện thì phải giải quyết theo phương pháp của phái gan dạ. Sau đó bọn họ từ từ bước qua tòa nhà đối diện. Bài thứ hai chính là nỗi sợ ngạt. Hai người men theo đường hầm để thoát ra nhưng vách tường càng ngày càng ép lại. Nàng vội nhặt cây đinh để làm kẹt bức tường và họ đã thành công tới cửa ải thứ ba, chính là sợ giết người. Mà người bị chĩa súng vào đầu lúc này chính là Beatrice. Ford không thương hoa tiếc ngọc trực tiếp bóp cò. Ải thứ tư mà anh phải trải qua chính là nỗi sợ hãi của người cha. Đây cũng chính là nỗi sợ ám ảnh anh trong suốt những năm tháng còn trẻ. Từ nhỏ, Ford thường bị bố bạo hành nên anh phải chọn cách chạy trốn. Bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh để đối mặt với cha mình. Tôi nhịn ông lâu lắm rồi đó nha. Cuối cùng cả hai cũng đã vượt qua bài luyện tập. Ford chia sẻ với nàng rằng cái tên của anh cũng chính là bố nỗi sợ vừa rồi. Với sự đồng hành của nàng, anh đã đủ can đảm đánh bại những ám ảnh đó. Nhờ đó mà tình cảm của cả hai càng sâu sắc hơn. Họ trao nhau một pha uốn lưỡi rất say đắm. Kỳ thi cuối cùng để chính thức gia nhập phái gan dạ cũng diễn ra. Beatrice nằm trên ghế kiểm tra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, trong đó có cả nhân vật chuyên săn lùng kẻ dị biệt. Lần này đối mặt với sự tấn công của đàn quạ, cô đã bỏ chạy về phía đống lửa, sau đó dùng cành cây đang cháy để xua đuổi chúng. Đột nhiên những sợi dây thừng xuất hiện trói tay chân cô ấy lại. Thế này vẫn chưa đủ khó khi cô có thể dùng lửa đốt cháy dây thừng và dễ dàng qua ải thứ hai. Ở ải này, nữ chính muốn dùng sức mạnh của kẻ dị biệt một lần nữa nhưng bên ngoài mọi người đang theo dõi mình. Vì vậy, cô đã nghĩ ra cách là dùng áo khoác để chặn đường ống nước lại. Đến ải thứ ba thì Ford xuất hiện. Anh bất ngờ trở nên rất cục xúc khi đẩy mạnh nàng xuống giường. Trong khi tất cả đang mong chờ có phim hay để xem thì nàng đã thẳng tay đấm vỡ alo của anh rồi vượt qua ải.
Lúc này ả lãnh đạo phái Uyên Bác tiến tới đưa cho Beatrice một khẩu súng rồi bảo cô hãy giết chết mẹ và anh trai mình. Cái con bích này mày tưởng mày làm lãnh đạo thì thích làm gì thì làm à? Đấy là nữ chính nghĩ vậy thôi chứ cô biết thừa đây là một bài kiểm tra nên thẳng tay cầm súng lên bóp cò. Đúng như những gì Beatrice đã nghĩ, tất cả vẫn chỉ là ảo ảnh để kiểm tra tâm lý của cô. Những kẻ bên phái Uyên Bác thì bàn tán xôn xao về thử thách không sợ giết người của cô. Còn những người ở phái Gan Dạ lại gieo hò tung hô cô gia nhập với bọn họ. Mặt khác, lúc này phái Uyên Bác đang lên kế hoạch lật đổ sự thống trị của phái Vị Tha nên đã hợp tác với lãnh đạo của phái Gan Dạ tiêm thuốc vào chính người của phái Gan Dạ. Để ra lệnh giúp họ khởi động một cuộc đảo chính vũ trang, Beatrice thức dậy phát hiện mọi người đều bị khống chế, nhưng bản thân cô là người dị biệt nên không bị làm sao cả. Một kẻ dị biệt ở trên tàu không may bị lộ thân phận đã trực tiếp nhận vé xuống đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Thấy vậy nữ chính liền tỏ ra sợ hãi nhưng Ford đã nắm lấy tay để trấn an tinh thần của nàng. Tất cả những người ở phái Gan Dạ đều bị thao túng để đến hiện trường thực hiện vụ thảm sát. Beatrice vì lo lắng cho cha mẹ nên cùng Ford đi tìm kiếm khắp nơi. Đúng lúc này lại gặp tên thủ lĩnh của phái Gan Dạ. Hắn chĩa súng vào đầu Ford để xem anh có bị khống chế không. Thấy vậy nàng cũng xách khẩu súng to dài đen của mình ra đáp trả. Và rồi thế trận giằng co giữa bốn người có súng diễn ra. Tuy nhiên đối thủ của hai người là thủ lĩnh của cả một phái nên việc bị khống chế và bắt đi là chuyện hết sức bình thường. Ngay giây phút ngàn cơn treo sợi lông nách thì một tiếng súng vang lên. Thì ra người mẹ đã nổ súng để cứu con gái của mình. Hai mẹ con cố gắng dìu nhau chạy trốn nhưng người mẹ vì cứu con đã trúng đạn và hy sinh. Sau đó Beatrice tìm thấy cha cùng anh trai và những người khác thuộc phái Vị Tha đang trốn trong nhà kho. Không chấp nhận để những kẻ thù ác nắm quyền, mọi người quyết định đứng lên tấn công vào trụ sở của phái Gan Dạ để phá hủy hệ thống điều khiển sóng não. Nhưng chưa kịp hành động đã bị vài kẻ của phái Gan Dạ xông vào nổ súng khiến cha của Beatrice không qua khỏi. Nén nỗi đau ở trong tim, cô quyết định đi tìm Ford. Mà lúc này anh đã bị bọn chúng khống chế mất hết khả năng điều khiển tâm trí của mình. Beatrice biết Ford đang chìm trong ảo ảnh nên đã tự cầm súng chĩa ngược vào đầu mình để giúp anh thức tỉnh. Nhờ đó anh lấy lại lý trí cùng với nàng song kiếm hợp bích cầm súng lên bắn trả những kẻ đầy dã tâm kia. Cuối cùng ả lãnh đạo của phái Uyên Bác không chịu nổi khổ hình buộc phải đóng toàn bộ hệ thống kiểm soát tâm trí. Vừa hay đúng lúc phái Gan Dạ đang chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ phái Vị Tha, tất cả thức tỉnh mà không biết chuyện gì đang xảy ra và mình đang làm cái méo gì. Tuy vậy, những kẻ dị biệt vẫn không được chào đón ở đây. Ford và Beatrice cùng nhau lên tàu bỏ trốn khỏi nơi này. Vậy hai người họ sẽ đi đâu và về đâu? Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.